Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Hoàng Duẩn. Lời đầu tiên xin gửi đến quý vị lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Quý vị nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất Hoàng Duẩn cập nhật gửi đến tất cả quý vị. Vâng, kính thưa tất cả quý vị. Thông tin tình hình sức khỏe ca sĩ Phi Nhung. Chiều ngày 23 tháng 9, hiện tại theo nguồn tin từ phía bệnh viện Chợ Rẫy cho biết các bác sĩ vẫn đang tích cực điều trị cho ca sĩ Phi Nhung. Thông tin được biết, diễn biến sức khỏe đang rất nặng, đang phải can thiệp ECMO. Việc lọc máu đã ngưng trước đó. Hôm nay, phía bệnh viện chưa thông báo thêm cụ thể. Nghệ sĩ lo lắng trước thông tin sức khỏe Phi Nhung chuyển biến xấu. Hiện tại diễn biến bệnh tình của Phi Nhung khiến nhiều đồng nghiệp và khán giả lo lắng. Mọi người đều cầu mong nữ ca sĩ bình an vượt qua bão bệnh. Đêm qua rạng sáng nay 23 tháng 9, mạng xã hội xôn xao trước thông tin liên quan đến bệnh tình của ca sĩ Phi Nhung. Nhiều trang tin, hội nhóm liên tục chia sẻ về sự việc khiến người hâm mộ lo lắng. Đặc biệt dòng trạng thái của ca sĩ Phương Trinh đăng tải về dòng ca trách ai vô tình càng khiến nhiều người hâm mộ hoang mang. Trước sự việc này, hàng loạt nghệ sĩ, khán giả bày tỏ lo lắng, gửi lời nhắn nhủ đến Phi Nhung. Theo nguồn tin riêng của Thanh Niên, tình hình sức khỏe của ca sĩ Phi Nhung vẫn đang chuyển biến khá phức tạp và được điều trị tích cực tại Bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh. Chia sẻ với chúng tôi, ca sĩ Mạnh Quỳnh cũng thể hiện sự lo lắng, người tình sân khấu khi hay tin tình trạng sức khỏe của cô không tốt. Nam ca sĩ tâm sự, con nước con tát, chúng ta vẫn phải hy vọng. Trong đó trên trang cá nhân, ca sĩ Tố My gửi lời động viên Phi Nhung, mong tình hình sức khỏe của đàn chị sớm tiến triển tích cực. Chị Phi Nhung là người gợi ý, chỉ dạy tôi hát ca khúc Phải Lòng Người Con Gái Bến Tre. Nhạc ca sĩ Phan Ni Tấn, trong cuộc thi solo cùng Bolero, hôm livestream hát lại ca khúc này, em thấy nghẹn ngào và thương chị. Xin đại gia đình Facebook hãy cầu nguyện cho chị máu khỏe mạnh và sớm hồi phục trở về với chúng ta nhé mọi người. Tố My xúc động chia sẻ. Ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung nghẹn ngào bày tỏ cầu nguyện cho chị ấy. Cố lên chị Nhung ơi. Ca sĩ Quang Hà viết rằng thương quá, cầu mong vạn lần cho chị Nhung mau qua khỏi kiếp nạn này. Cố lên nào chị Nhung ơi. Song song đó, nghệ sĩ Hồng Vân, diễn viên Kha Ly và ca sĩ Thủy Vân cùng nhắn gửi lời cầu chúc đến người đồng nghiệp thân thiết. Ngoài ra, người mẫu Đức Tiến và nhiều nghệ sĩ hải ngoại còn tích cực kêu gọi khán giả cầu nguyện cho dòng ca con gái của mẹ sớm hồi phục. Bên cạnh sự động viên của đồng nghiệp, Phi Nhung còn nhận được sự yêu thương của khán giả. Một số tài khoản chia sẻ, cầu trời Phật phù hộ cho Phi Nhung mau hết bệnh, bình an mạnh khỏe. Mình vẫn luôn có một niềm tin mạnh liệt rằng một ngày Phi Nhung sẽ khỏe và về với các con. Nguyện cho Phi Nhung mau bình phục, mong mọi điều tốt lành đến với Phi Nhung. Sức khỏe Phi Nhung chuyển biến xấu hai ngày qua, Giàn Sao Việt lo lắng cầu nguyện. Người thân đồng nghiệp đang cầu nguyện cho Phi Nhung sức khỏe của nữ ca sĩ đang rất yếu. Tối muộn ngày 22 tháng 9, ca sĩ Phương Trinh, người dìu dắt Phi Nhung tại Mỹ bất ngờ chia sẻ ảnh kỷ niệm chụp cùng đàn em, kèm dòng trạng thái Phi Nhung ơi, em không được bỏ cuộc nhé. Em nói em muốn được giống như chị thì em phải mạnh mẽ lên. Wendy và cả con của em rất cần em hiểu không? Vài phút sau, vợ cụ Băng Kiều tiếp tục thay ảnh đại diện trang Facebook cá nhân, chụp hình cùng Phi Nhung và nhắn nhủ, em nhất định không được gục ngã, mình còn rất nhiều điều phải làm. Cả con em rất cần em, khán giả cần em và đời còn rất cần em. Đông đảo khán giả Sao Việt tỏ ra vô cùng lo lắng và đồng loạt để lại lời hỏi thăm và cầu nguyện cho sức khỏe của dòng ca bông điên điển. Ca sĩ Quang Hà chia sẻ, thương quá, cầu mong vạn lần cho chị mau chóng qua khỏi kiếp nạn này. Cố lên nào chị Nhung ơi. Tại Mỹ, ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung gửi lời động viên đàn chị, cầu nguyện cho chị ấy. Cố lên chị Nhung ơi. Trên trang cá nhân, nghệ sĩ bình tĩnh viết về Phi Nhung. Sao trong lòng lo lắng cho chị quá, cầu bình an cho chị. Cách đây phút, người thân của Phi Nhung cho biết sức khỏe của nữ ca sĩ chuyển biến xấu hai ngày qua. Gia đình lúc này chỉ biết cầu nguyện cho cô. Tối qua không ngủ được, hay tin sức khỏe Phi Nhung yếu hơn. Nhưng tôi không dám chia sẻ vì sợ mọi người sẽ lo lắng cho chị giống như tôi. Sáng sớm bật dậy, viết những dòng này cũng như ca sĩ Phương Trinh. Tôi muốn nhắn gửi đến dòng ca bông điên điển.
mà tôi rất yêu mến. Chị Nhung ơi, chị không được bỏ cuộc nha, một người thân của Phi Nhung cho biết. Nguyễn Chí Phạm, con gái ruột của Phi Nhung, đang sinh sống tại Mỹ cùng công huyền mỗi ngày cho mẹ. Trước đó, con gái Phi Nhung đã làm giấy ủy quyền cho nghệ sĩ Việt Hương nhận thông tin sức khỏe của mẹ tại Việt Nam. Khi cần thiết, Việt Hương sẽ là người đứng ra thông báo và lo mọi việc cho Phi Nhung. Ca sĩ Phi Nhung nhập viện điều trị COVID-19 từ ngày 19 tháng 8 tại Bệnh viện Gia An 115. Nhưng bệnh chuyển biến nặng nên phải chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy vào tối 26 tháng 8. Suốt nhiều tuần qua, nữ ca sĩ nằm điều trị tại khoa D hồi sức tích cực. Chủng COVID-19 mới, Phi Nhung nhiễm gây đông máu nên cô cần lọc máu qua hệ thống máy ECMO, tim phổi nhân tạo. Trước khi mắc COVID-19, Phi Nhung chưa tiêm vaccine. Cô tham gia vào một số bếp ăn từ thiện tại thành phố Hồ Chí Minh và có tiếp xúc gần với FO. Sau khi tham gia hoạt động thiện nguyện, rồi trở về nhà, Phi Nhung bị cảm và chủ động đến bệnh viện kiểm tra, kết quả dương tính với COVID-19. Vâng, kính thưa tất cả quý vị, đến thời điểm hiện tại thì rất nhiều nghệ sĩ Việt đã gửi lời động viên tinh thần của nữ ca sĩ Phi Nhung, cũng như liên tục cầu nguyện cho ca sĩ Phi Nhung. Có nhiều nghệ sĩ đã bật khóc vì thương xót ca sĩ Phi Nhung trong thời điểm hiện tại. Và Hoàng Duẩn cũng luôn luôn cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình sức khỏe của ca sĩ Phi Nhung để cho tất cả quý vị nắm rõ. Hoàng Duẩn luôn theo dõi sát sao và sẽ cập nhật những thông tin về tình hình sức khỏe của ca sĩ Phi Nhung. Đồng thời nữa thì trong thời điểm hiện tại, chúng ta chỉ biết gửi những lời cầu nguyện cho ca sĩ Phi Nhung để ca sĩ Phi Nhung có thể vượt qua kiếp nạn này. Và sắp tới đây, mong rằng sẽ là có những thông tin no tốt hơn để gửi đến tất cả quý vị. Hoàng Duẩn cũng chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã dành chút thời gian theo dõi video. Kính chúc tất cả quý vị luôn luôn bình an, mạnh khỏe và cầu chúc cho tất cả những người đang nhiễm COVID-19 trên đất nước Việt Nam sẽ vượt qua tình trạng hiện tại của mình và sẽ về với gia đình của mình bình an và hạnh phúc. Hoàng Duẩn sẽ gặp lại tất cả quý vị trong những video tiếp theo. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất Hoàng Duẩn chia sẻ, cập nhật gửi đến tất cả quý vị. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những bản tin tiếp theo.